Thì cái chỗ này cũng thân quen thôi, lần trước Duy cũng vô rồi. Đấy, thì đợt này nó cũng vừa hết hết vụ, thì để chuẩn bị cho vụ mới thì bà con đây cũng chuẩn bị rất là nhiều cái hàng sẵn. Ví dụ như đây có canh phô ta, có Yuka Pro. yuca, quýt sêu gôn, betacro, đấy đây, aquamod rượu gách đấy. Đấy thì Duy cầm lên đây thì trong cái chuỗi cái quy trình mà hôm trước Duy giới thiệu thì nó có cái quy trình là nuôi giảm cái ảnh hưởng phân trắng. Thì sau khi tham quan một số khu vực ở Đại Lý thì Duy thấy là cái tỷ lệ và khách bà con ở đây ủng hộ cái bộ sản phẩm vi sinh kiểm soát dịch bệnh và hữu cơ cộng với Aquamod Pro Gách thì nó bộ một sản phẩm phải nói là thấy cái tỷ lệ dùng phải là trên 70% khách hàng đã dùng nuôi ở đây dùng với điều kiện ở có nghĩa là trong khoảng là khoảng khoảng trong cái vụ chỗ anh Huấn thì khoảng là bốn ví dụ đợt này khoảng 200 ao nuôi tỷ lệ dùng khoảng hơn 70%. Thì trình trình thấy cái sản phẩm này hiện nay sử dụng chia sẻ kinh nghiệm như thế này nó có cái ưu điểm gì và dùng trong trường hợp nào? Dạ thì ở cái khu nuôi nhà này á thì dùng hai loại vi sinh đó là Bắt quát. Bắc quát và Brobenil. Thì cái Brobenil á thì em thường sử dụng cho tôm từ lúc thả đến lúc là 45 ngày tuổi. Dạ. Sau đó đổi ra quát nhưng mà trong cái giai đoạn mà từ 0 ngày tuổi á tới 45 cũng có xen xen cái này vào. Ví dụ như định kỳ là ba lần đánh Brobenil đi thì lần thứ tư thì em xen chút bắc quát vào. Đó. Thì giống như cái hồi vụ vừa rồi á thì cái vấn đề mà cái sử dụng bắc quát là cái gai màu nước mà em gửi cái hình ảnh cho anh á là lúc tôm ao nhà đây nuôi là không có lý lan nhưng mà gai cái màu nước nó rất là đẹp đó. Thì cái bắc quát thì nó giúp là ổn định màu nước, giữ màu nước rất là tốt và cái đấy nó rất là sạch, nó không bị nhớt. Brobenil thì nó kiểm soát tảo. Thì trong cái lúc từ ao dèo á thì cái cử đầu tiên thì em sử dụng bắc quát, sau đó trở đi thì áp dụng Brobenil. Thì xin nói rõ thêm với bà con là cái bắc quát này á là một hệ vi khuẩn mà ba sáu chủng Bacillus và nó sản sinh cái dòng enzyme rất là mạnh. Bên cạnh đó thì nó thêm một cái chủng kháng bệnh, cái chủng kháng bệnh này thì nó kiểm soát cái mật độ vivo rất là tốt. Như vậy trong cái chuỗi quy trình mà để kiểm soát cái bệnh phân trắng á, thì chúng ta phải giải quyết con vivo từ ở ngoài môi trường bằng cái dòng khuẩn chuyên biệt chỉ chuyên dùng để kiểm soát vivo thôi. Nó không có giải quyết gì vấn đề về 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 xử lý nước cả, nó chỉ tập trung vào cái vấn đề con kiểm soát con vivo. Thì dưới này thì em với chú Vũ Hoàng Thanh Vũ có nghiên cứu riêng về cái chuẩn vi sinh trong cái sản phẩm Bắc Quát này. Hoàng Thanh Vũ là phó tổng của công ty cổ phần thủy sản Sao Ta, đồng thời là trưởng phòng quản lý chất lượng, hiện tại đang phụ trách farm nuôi ở Vĩnh Tân. Mấy 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 trăm ao 269 ao. Anh Vũ thì một người rất là nổi tiếng cho thì năm nay nuôi 4.500 tấn thì xoài Vũ lớn. rất là nổi tiếng, rất là thì có dịp được gặp anh Vũ. cái vấn đề ở đây là thực sự nghiên cứu về cái thành phần vi sinh trong này nó kháng virus rất là tốt. Đó là cái vấn đề nghiên cứu độc lập em với anh Vũ nghiên cứu. Ok, cái đó nghiên cứu trong phòng lab rồi, bí mật của dạ hai em. dạ dạ và đồng thời á, là cái khuẩn lạc á thấy nó nhăn lên và cái liên kết nó lớn, nó hình núi, nó rất là tốt. Nên cái sản phẩm này em tiên dùng lúc lớn. Ok. Dạ. Thì nó có những cái chủng vi sinh ở đây là giống như nó hấp thụ nitơ. Dạ. Hấp thụ nitơ nó giảm cái hình Dạ, thành NO3 trong giai NO3. đoạn sau Dạ. cũng như là cái NO2. Ê, còn cái Aquamod rồi gấp thì thực tế dưới này dùng thì thấy sao? Thì giống như em nói theo cái ngôn ngữ nông dân đi cho nó dễ, chứ đôi lúc nói thành phần trong này thì bà con mình chú Không ý hiểu. là người xem Đúng thì đôi lúc cũng có hiểu, nhưng mà mang brogốt với qua mốt á thì thấy ruột đẹp chắc to, với lại ăn thêm qua mốt tôm nó ăn sung mạnh hơn. Sức đề kháng nó rất mạnh, Dạ vậy thôi. rất đơn giản. Dạ Vì cấu trúc sản phẩm thì cũng nói rất là dạ nhiều lần thì nó là chỉ khuẩn sống, thiết kế nên này khuẩn sống, và đặc biệt là cái hệ vi khuẩn trong này á là nó dòng khuẩn lactic và nó chống bám dính vivo, nên là cái chuyện mà khi khi phân trắng nó xảy ra, khi mật độ vivo
nó xâm nhập nhiều và nó tạo thành cái màng ở trong đường ruột tôm, và những cái màng biofilm trong trong đường ruột tôm nó là cái cơ chế để con khuẩn Vibrio nó tiết độc tố và nó gây về phân trắng cũng như bệnh là còn ở HB nó có thể tấn công ấy. Thì cái trong này dùng cái chủng Pediococcus adc này á, là một cái chủng rất là đặc biệt, và hiện nay sau 2 năm triển khai á, thì khách hàng đánh giá rất là cao về hiệu quả tổng thể trong vụ nuôi, thì thấy là cái rủi ro dịch bệnh nó giảm đáng kể, cụ thể ở đây là phân trắng. Còn cái Aquamod này, tại vì nó là chủng nấm men, là nó không phải là đơn thuần là beta glucan, tại vì beta glucan á mình chỉ kích thích hệ miễn dịch con tôm ở chỉ có cái các sector là beta glucan 1316 thôi, nhưng mà đối với Aquamod thì nó kích thích là đa chủng, có nghĩa là đa các cái receptor mình nôm na hiểu là cái hệ miễn dịch mình kích thích ở trong con tôm lên thì nó kích thích đa điểm, nên là cái hệ miễn dịch con tôm được kích thích tổng thể và không làm quá căng thẳng con tôm, nên không ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng. Đó là cái đặc điểm rất là khác biệt của cái Aquamod ở trên thị trường hiện nay. Thì chúng ta xài chúng ta sẽ đánh sẽ thấy được cái hiệu quả. Thì ngoài ra thì cái sản phẩm Canvota thì rất là nổi tiếng hiện nay và hiệu quả rất là cao ở trên thị trường rồi. Thì đóng gói chai cũng như các rất nhiều bà con tin dùng. Phải nói hiện nay Canvota là một sản phẩm rất là nổi trội trên thị trường, vì khi chúng ta cho ăn, mà cụ thể dưới này cho ăn thì sao? Thì Canvota thì dưới này cho ăn là giai đoạn tôm là trên 40 ngày. 4 ngày bắt đầu cho ăn. Cho ăn Canvota. Liều cho ăn. Dạ, thì liều cho ăn tầm 5ml. Thực sự mà khi sử dụng sản phẩm của bên Thằng Dương á, thì em thấy cái ví dụ như đơn giá, thì ví dụ như Brewood Aramod thì đơn giá cao, nhưng mà ở đây cái liều lượng, cái hàm lượng cho ăn á, 2-3g, thì thực sự nó rất là tiết kiệm. Thì ở đây cái vấn đề ở đây đôi lúc bản thân bà con của mình nhìn vào cái nhãn, đúng không, cho ăn 5g thì những sản phẩm nó ghét thì có thể cho ăn 10g, 20g nó mới thấm. Nhưng ở đây thật sự 2g. Tôm lớn thì em nâng lên xíu, ví dụ như cảm thấy nó ăn yếu hay là vấn đề đường ruột không tốt thì em nâng lên 3g thôi. Tầm khoảng đó. Còn cái này thì cho ăn thấy hiệu quả đến sao? Cái này thì thật sự đánh giá hiệu quả nó thông qua là em chạy cân. Tại vì em so sánh khu này là 6 ao, khu cũ là 4 ao vụ này nha, vụ trước nữa là nuôi 5 ao, nhưng mà vụ này do nước ít á, thì nuôi 4 ao, và khu này 2 ao, thì em mới so sánh, tức là cùng độ tuổi tôm, cùng quy trình nuôi, cùng về cái mật độ nuôi, nhưng mà khi mà tôm lớn á thì 6 ngày trở đi thì em chạy em cân 5 ngày chạy cân lần để tính cái ADR tức là tốc độ phát triển gram trên con tôm trên ngày. Thì ăn cái Canvota thì cái ADD nó nhích hơn. Ví dụ như bình thường tôm nó 0.55 đi. Nhưng mà ăn vô thì em thấy nó lên 0.6 đến 0.62 gram trên con trên ngày. Đó, thì cái thấy nó hiện lên rõ, và đồng thời cái vỏ lột á. Lột thì giống như xi phong sáng với chiều thì thấy nó lột nhiều hơn, trội hơn, và đồng thời cái vỏ nó cứng hơn. Dạ. Thì còn ở đây em thấy có cái Quick Cell Gold này cho ăn giai đoạn nào và cho ăn sao? Quick Cell Gold ha. Quick Cell Gold thì 7 ngày bắt đầu cho ăn rồi. Dạ, đây xuống. Đây là Quick Cell Gold. Quick Cell Gold thì từ lúc dèo 7 ngày đó cho ăn rồi. Cho ăn rồi. Dạ. Nó là một cái sản phẩm cũng không thể thiếu trong cái. Dạ. Cái nói chung cho ăn tới thuộc ngày hả? Từ 7 ngày cho ăn tới lúc thu hoạch thôi, okay. Tới 90 mấy ngày. Thì cũng sản phẩm này cũng rất là quan trọng trong cái chuỗi khoáng bổ sung vào tôm. Chúng ta có hai dạng là cái dạng canxi phốt bổ sung canxi hữu cơ, và canxi và cái bộ sản phẩm là Quick Cell Gold thì bổ sung khoáng hữu cơ trên nền dinh dưỡng. Đấy, sản phẩm không thể thiếu, rất là đặc biệt. Thì ở trong ao thì có một cái sản phẩm không thể thiếu nữa là diệt khuẩn, phải không? Không, cái đang nói về cái dinh dưỡng đó là cái axit hữu cơ. Đối với cái khu nuôi ở đây thì nên em vận hành là nó không có thiếu. Đây axit hữu cơ. Mở cái này cho nó dễ đi. Tại vì cuối vụ á, niêm phong cái đây lại cho nó gọn gàng xíu. Mở ra được không? Được. Cái xíu nó cho người dán lại sau. Cuối vụ làm sổ rồi xong.
heo nó mắc. À, cái axit hữu cơ này nó đặc biệt nha, nó không phải là axit hữu cơ hoàn toàn đâu. À, thấy nó vậy chứ không phải là hoàn toàn, vì axit hữu cơ hiện nay là nó rất là cũ rồi. À, vì cũng là axit formic voenic thì cái khả năng kháng bệnh kháng vio nó rất là kém, nên đối với hệ axit beta chloro thì bên thằng Vương đưa cái cấu trúc sản phẩm vào này là các thế hệ axit hữu cơ thế hệ mới một phần cộng với axit béo. Axit béo ở đây là monoglycerid dạng bột, một cái dòng sản phẩm phải nói là kháng vio mạnh nhất hiện nay, vì nó thiên về hướng là vừa bổ sung dinh dưỡng mà vừa khống chế vivo, chứ không phải là chỉ đơn thuần là tại thường axit hữu cơ mình đưa vô thì nó làm hạm giảm cái pH đường ruột và nó khống chế khuẩn khuẩn. Nhưng mà đối với monoglycerid thì nó cái cấu trúc của nó tương đương với màng tế bào của con khuẩn và nó tấn công trực tiếp vào cái màng vào con khuẩn gây bệnh, nên là nó, và vì nó là axit béo nên nó sẽ bổ sung thêm cái dinh dưỡng cho con tôm nữa, nên là nó không phải là đơn thuần là axit hữu cơ bình thường, nên nó rất khác biệt với các sản phẩm khác trên thị trường. Nhưng mà cho ăn thì thấy sao? Thì thấy ruột đẹp, tốt. Nhưng mà cái đây thì em cũng có dịp tìm hiểu sâu hơn nữa là nó có một cái chất làm mềm thành tế bào của vi khuẩn. Đúng rồi. Rồi sau đó axit hữu cơ vô tấn công cái vi khuẩn đó là dễ hơn. Đúng rồi. Dạ, thì cái đó cái chất riêng biệt của cái tùy theo cái công thức của sản phẩm mà không thể tiết lộ ra được. Okay. Dạ. Okay. Nhưng mà cái này thì em dùng cho tôm lớn. Ừ. Trong này thì do xài tôm nhỏ thì em dùng axit hữu cơ brosure đó. Ừ. Loại cao cấp hơn. Ừ. Tôm lớn thì như này. Ok. Thì dạng nước, cái này dạ, dạng nước đây dạng bột. Thì brosure trong này hết mất rồi. Có nghĩa là cũng một bộ sản phẩm không thể thiếu. Tức là axit hữu cơ là không thể thiếu. Yeah. Thì với cái cách dùng mà và brosure với beta chloro thì nó một cái giải pháp là giảm cái tình trạng mình giảm cái ảnh hưởng mình dùng kháng sinh bớt đi. Và con tôm mình nó cũng phát triển tốt. Có nghĩa là mình chỉ tập trung vào cái chuyện kháng sinh để ngăn ngừa về gan tụy thôi. Đấy, còn về đường ruột thì anh nghĩ là những cái sản này là nó đủ thay thế kháng sinh rồi. Đúng không? Nói gì đi. Ví dụ như thật ra Sifo là anh nghĩ nó đi về gan tụy nhiều hơn. Đấy, thì khoáng tạc hiện nay mình dùng đang có. Khoáng tạc thì em để kho ngoài kia mất rồi, khoáng nhiên liệu em để riêng. Khoáng nước này còn xài không? Còn xài nhiều không? Khoáng nước thì em xài lúc dèo chứ. Lúc dèo thôi. Dèo là xài khoáng nước, với lại khi mà tôm lớn thì cũng bổ sung vài lít vô xuống ao. Tức là cái khúc mà nó để lơi lột nhiều á. Ừ. Lột nhiều thế thì đang ngồi đánh khoáng rau mình tầm 3kg vô ngàn khối nước thì bổ sung này 2 lít cho ngàn đó. Để cho nó cứng vỏ. Cứng thêm, dạ. Thì cái này em xài lúc dèo không thể thiếu, giống như từ cái lúc mà bắt đầu thả xong rồi bắt đầu, tức là ngày nào cũng tạt xuống. Ừ. Tạt nửa lít trong cái trên ao dèo tầm khoảng cỡ 150 thì, khối nước. Cái khoáng này á, thực ra là lúc đầu là công ty thiết kế cho trại giống. Dạ. Nhưng mà thực ra cái sản lượng trại giống nó không nhiều nên hiện nay là tập trung vào cái ươm dèo và tăng trọng giai đoạn sau. Những cái khoáng ươm dèo lý do là con tôm giai đoạn nhỏ thì cái khoáng bột của mình nó hòa tan chưa được nhiều, chưa được tốt, nên là thiết kế cái dạng khoáng hữu cơ này để dạng nước, nên để tạc là nó sẽ hấp thu được tốt hơn. Nhưng mà thấy sao khi tạc thì thấy nó có thì thấy nó tôm nó trong bóng hơn, tôm nó bóng, nó sùng, với lại thấy lột nhiều. Thấy nó lột nhiều. Với lại tạc cái này là em đỡ phải ngâm. Giống như cái dạng bột kia em phải ngâm, em lấy nước trong em đánh xuống. Còn cái dạng này thì nó tan hoàn toàn rồi, dạng sữa nữa. Thì đánh xuống nó cũng giữ được cái màu nước nữa. Okay. Đôi lúc những sản phẩm khác ví dụ như nó có màu đen hay cái màu tím tím gì đó thì đánh xuống đôi lúc nó hư màu nước của mình. Dạ, cái này thì đánh xuống nó. Okay. Dạ. Về khuyến cáo bà con trong khu vực Sóc Trăng thì nghĩ là đầu vụ nên chúng ta tập trung về vi sinh để khống chế con vivo và cái bộ sản phẩm Aquamod Rugat là sản phẩm không thiếu trong cái chuỗi sử dụng sản phẩm mà để giảm cái ảnh hưởng phân trắng, mà Duy thấy là cái hiệu quả nó rất là cao sau vụ nuôi của rất là nhiều bà con ở khu vực Mỹ Xuyên này. Thì thật sự em nghiên cứu độc lập thì em thấy cái này nó kháng vivo rất là tốt, mạnh lắm. Dạ. Nên anh nói là nếu mà trong trường hợp mình giá thấp lấy này mà ủ mà anh nói cho ăn cùng thì mình thảo giảm cái kia thôi, nhưng mà phải ủ nghĩa là chừng sụp khí chừng 3 tiếng hồ thôi. Nhưng mà trong ao thì cho ăn cái này đi, tại vì cái môi trường của ao nuôi nó khác so với phòng thí nghiệm. Nước rồi nó cũng không tốt bằng. Dạ, vì thi thiết á, còn thực tế thì nên bộ này là chuyên cho cuộc sống rồi. Sao việc cắt nó ra còn gì nữa không ta?
À, nếu độ mặn thấp thì ở đây mình dùng muối thôi. Muối nhập 20 tấn á. 20 tấn bây giờ còn nè, đó. Nếu mà độ mặn thấp thì chúng ta dùng thêm muối. Muối đen á. Muối đen. Tại vì dùng này một ký là 1350. Dạ. Nhưng mà sắp tới là có thể là nếu mình cố gắng mình tìm cái nguồn nước mặn thêm để mình cung cấp để giảm lượng muối. Thật sự cái nguồn nước mặn cũng tùy theo dùng. Thì mình nói mình tìm thôi, mình đâu dám nói khoan bắt chết cha. Bắt lên bắt chết. Mình nói mình tìm thôi. À, như vậy là em chia sẻ thêm cái bí quyết. Cái bí quyết mà ví dụ về